Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tuyệt địa tại server S181. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Vinh Trịnh. Wow, như vậy là hiện tại team chúng ta đã có được hai cái cường hóa trang bị trung và hai cái bí kíp trung luôn anh em ạ. Một sự khởi đầu rất là thuận lợi cho anh em nha. Trời ơi, một trận tâm ma mà chúng ta có đồ thế này là đánh cực kỳ thoải mái. Và đặc biệt là cái team của chúng ta rất mạnh nữa anh em ạ. Dương Môn, Tiêu Dao, Võ Đan, và chúng ta không ngần ngại gì bắt đầu di chuyển để quét map. Rồi, team đội bạn cầm tay nè. Nhưng mà đội bạn em thấy không, trên lệch đồ rất lớn luôn. Ta nói nhân phẩm rất tốt anh em ơi. Những trận tâm ma như thế này, nhân phẩm tốt thế này mà không quét map, không áp đảo giao tranh nữa thì rất là phí luôn. Tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên, và anh em thấy là vẫn còn 36 đội trong bản đồ tâm ma. Chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục di chuyển. Rồi, bất kỳ môn thuẫn lên, chuẩn bị giao tranh tiếp tục. Đây, đó chính là Sung Tiêu, Tiêu Dao. Rất nhanh chóng anh em ạ. Và một tiền sơn nữa, đây có lẽ là một team treo. Và như vậy là đã có hai đội lên bảng điểm số rồi. Ở đây có một môn phái trường ca, nhưng với đội hình này thì chắc chắn mình không cần phải đổi về trường ca đâu anh em ạ. Bây giờ các thành viên chúng ta tiếp tục chết tài nguyên, và sau đó là mình sẽ tiếp tục di chuyển để quét map. Từng bước để xử lý cái trận tâm ma này. Nói chung team của mình có một cái sự khởi đầu rất đẹp luôn anh em ơi. Hai cường hóa trang bị trung, hai bí kíp trung là một cái sự khởi đầu rất hiếm gặp trong các trận tâm ma tuyệt địa. Bây giờ thì con boss thủ lĩnh đầu tiên cũng đã xuất hiện rồi, và các thành viên của mình đang cố gắng di chuyển về bên tay trái. Cẩn thận anh em ơi, bây giờ hầu như là các ô đều có team cả, do đó chúng ta di chuyển phải hết sức cẩn thận và phải đi cùng với các thành viên trong team của mình. Không có chấm đỏ, lại có đồ cho anh em nữa, tuyệt vời rồi. Đó là Minh Giáo. Minh Giáo di chuyển lên, có cả một Thiên Vương nữa. Tiêu Dao tranh thủ nhặt cái cường hóa trang bị trung đi anh em ạ. Thiên Vương đã xoay chùy để thoát thân rồi. Như vậy là Dương Môn của mình đã cắn một cái viên máu để hồi phục. Có Tiêu Dao Du Hồng nữa kìa anh em ơi. Như vậy là Võ Đan đã đổi sang Tiêu Dao Du Hồng. Rồi, chúng ta đang có một team với hai Tiêu Dao và một Dương Môn. Đây, có team, đó là Tiêu Dao Tiềm Long nè, hình như là. Rồi xong, Tiêu Dao nó bốc khói rất lẹ luôn anh em ạ. Như vậy là con boss thủ lĩnh đầu tiên đã có team kết thúc rồi. Kẹo này hơi khó cho anh em đây. Anh em thấy là team của mình mặc dù có đầy đủ các tài nguyên, nhưng chúng ta vẫn rất chăm chỉ để chết rương anh em ạ. Và bây giờ các thành viên chúng ta sẽ làm gì tiếp tục đây? Có lẽ là chúng ta sẽ di chuyển sang bên phải. Con boss thủ lĩnh thứ hai đã xuất hiện rồi. Mọi người đều đã lên ngựa để di chuyển anh em ạ. Rất đồng đều với nhau, chúng ta đang cố gắng di chuyển thật nhanh về con boss thủ lĩnh thứ hai. Và trên đường đi rất trống, có một chấm đỏ phía trên bản đồ. Vẫn rất trống tại khu vực số 16, tiếp tục khu vực số 17. Có team rồi, đó là Đoàn Thị Dương Môn và một Thiên Sơn thì phải. Vì vậy chúng ta đang khống chế dồn đam về team bạn, Dương Môn đang khống chế Dương Môn chúng ta rồi. Chọt nó, phía trên có người, đó là Tiêu Dao. Trời ơi, có cả Thiên Sơn và Thiên Vương nữa. Như vậy ở phía trên chúng ta đang có một team. Bây giờ thì đội hình của mình cần phải cẩn thận một chút nha. Wow, rất liều lĩnh chúng ta. Sau khi kết thúc một team tại khu vực số 17 thì lại tiếp tục lên ngựa để di chuyển về khu vực có boss. Không cần phải chờ hồi kỹ năng luôn em ạ. Chuẩn bị có giao tranh, bất kỳ môn thuẫn lên, dường như là boss đã bị tiêu diệt rồi. Có team, đó là team 3, Võ Đan, Thiếu Lâm và Thiên Vương. Rồi rồi, Thiếu Lâm đã mất búp bự luôn, Thiếu Lâm đã lên 7 điểm số rồi anh em ạ. Như vậy là Thiên Vương với Võ Đan có lẽ đã thoát thân thành công. Nhưng không, dường như là Thiên Vương không, đó là một bé Đoàn Thị. Rất khó chịu, bây giờ chúng ta sẽ nhặt rương và rời khỏi khu vực này thật nhanh nha. Bởi vì team của mình đã bị yếu máu.
Như vậy là mình đang còn 16 đội để tiếp tục chiến đấu cho vòng số 2 này thôi. Vòng số 1 chúng ta chuẩn bị khép lại. Wow, đây có một cái phục ma thạch khống chế cao. Dương môn ăn khống chế là hợp lý nha anh em ạ. Dương môn thì anh em có thể chơi phục ma thạch khống chế hoặc là phòng thủ. Rồi, có team, dường như đó là tiêu dao, cẩn thận rồi, tiêu dao ngạo thể của chúng ta đã bị tiêu dao ngạo thể từ bạn xử lý, rất đáng tiếc, một phát lướt rất đau anh em ạ. Nhưng mà cuối cùng thì dương môn chúng ta cũng đã kết thúc được tiêu dao của team từ bạn rồi. Như vậy là hiện tại chúng ta đang còn 2 thành viên. 2 thành viên với 13 đội, và bây giờ anh em cần phải cẩn thận hơn. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng di chuyển để tìm kiếm những cái viên hồi phục máu cho Dương Môn anh em ơi. Và như vậy là ảo tượng xuất hiện rất gần luôn anh em ạ, nằm sát bên chúng ta luôn. Bây giờ chúng ta có di chuyển vào để mở ảo tượng hay không? Mình thấy là tiêu dao của chúng ta đã di chuyển về khu vực số 16 rồi. Dương Môn vẫn đang miệt mài chăm chỉ chết các rương tại khu vực số 17. Với hy vọng sẽ tìm kiếm được một bình kim sáng dược. Dương Môn cắn ẩn thân. Rồi, ảo tượng đã được mở thành công nhưng rất tiếc là không có đá hồi sinh. Chúng ta có một cái phục ma thạch tấn công cao anh em ạ. Như vậy là Dương Môn đã lựa chọn phương pháp rút lui, có một thiên vương yếu máu. Như vậy là thiên vương đã thoát thành công rồi anh em ạ. Dương Môn thì anh em có thể đổi sang kỹ năng thương để chúng ta farm lính nha anh em ơi. Bởi vì với sự hỗ trợ của kỹ năng 9X thì anh em chuyển về thương chúng ta sẽ được tăng hút sinh lực lên. Và đặc biệt của kỹ năng thương là khi xung quanh có càng nhiều kẻ địch thì chúng ta sẽ được hút sinh lực càng nhiều anh em ạ. Ví dụ như có càng nhiều con lính thì anh em sử dụng kỹ năng thương chúng ta sẽ tăng nhiều hút sinh lực hơn nha. Đó là lý do vì sao anh em thấy một số tình huống dương môn hồi máu rất chậm và một số tình huống dương môn hồi máu rất nhanh anh em ạ. Bây giờ Dương Môn đã hồi phục được khoảng 60% máu, Thiên Vương vẫn còn rồi, xong rất nhỏ cho anh bạn Thiên Vương, bị kết thúc rất nhanh chóng luôn. Và như vậy là chúng ta đang còn 8 đội trong cái trận tâm ba này, Dương Môn vẫn đang cố gắng tiếp tục hồi máu. Hiện tại chúng ta đang có 2 cái ẩn thân, 2 cái ẩn thân là quá ổn áp rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đón con boss thủ lĩnh thứ nhất của vòng số 2 xuất hiện. Boss xuất hiện rồi, bây giờ anh em ơi, cần lắm một cái bản đồ để xem tình hình của boss. Boss rất gần với chúng ta luôn và chúng ta bắt đầu lên ngựa di chuyển về boss. Và ở vòng này thì boss thủ lĩnh xuất hiện chắc chắn là sẽ có giao tranh cho anh em. Đây, vẫn còn con thiên sơn nè, trời ơi, pham, đó, bị kết thúc liền. Dường như là tiêu dao đã nhặt một cái phục ma thạch tấn công cao tại đây rồi. Tiêu dao đang có lượng sát thương rất lớn nha anh em ơi. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực có boss bất kỳ môn thuận lên. 58% rồi, cắn ẩn thân anh em ạ, cắn ẩn thân. Tiêu dao đã vào trước rồi. Tiêu dao đã mở combat, đó là Minh giáo dặm bị Dương Môn cấu một lượng máu rất lớn. Có cả một tiêu dao khác nên anh em ạ. Như vậy là cả tiêu dao Minh giáo đã bị yếu máu rồi. Chúng ta lợi dụng thời cơ này để kết thúc con boss thủ lĩnh anh em ơi. Và boss đã bị kết thúc. Không biết là anh em có đá hồi sinh hay không, nhưng chúng ta có được cường hóa trang bị cao. Trời, ngon lành, hai cái cường hóa trang bị cao luôn em ơi. Đó, ăn hôi rất là đẹp. Phải nói là team của mình có những bước di chuyển rất là hay. Và bây giờ chúng ta đang còn 6 đội trong bản đồ tâm ma này. Bây giờ mình cứ việc tiếp tục di chuyển để chờ đợi con boss thủ lĩnh thứ hai xuất hiện. Đó là một vỏ đan. Rồi xong, hết chạy luôn. Một cái kéo của tiêu dao đã kết thúc được vỏ đan. Ở đây có phục ma thạch phòng thủ cao, nhưng có lẽ là Dương Môn của mình sẽ không ăn phục ma thạch bằng phòng thủ cao rồi anh em ạ. Mình thấy là Dương Môn vẫn đang có định xài phục ma thạch khống chế cao. Như vậy là con boss thủ lĩnh thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Và chúng ta đang tiến về con boss thủ lĩnh thứ hai. Rất trống. Rồi, đam luôn, dùng đam luôn. Tầm này ỷ thiên rồi, quýnh boss rất lẹ. Đặc biệt Dương Môn là bôn phái có khả năng đam boss rất nhanh.
Tiêu Dao Minh Giáo một lần nữa xuất hiện, Dương Môn đã nhảy và lên ngựa rất lẹ. Anh em ơi, Tiêu Dao chúng ta đã bị mất máu rồi, một chấm máu. Tiêu Dao có chạy được không? Tiêu Dao có lẽ đã ẩn thân và thoát thành công rồi. Lần này thì đội bạn đã giật con boss thủ lĩnh ngược về tay chúng ta. Lúc nãy chúng ta đã giành giật con boss thủ lĩnh của tiêu đội bạn, bây giờ đội bạn đã tiếp tục giành lại. Bây giờ Dương Môn chuẩn bị hết kỹ năng ẩn thân. Tiêu Dao đã hồi phục lại lượng máu rồi, tiếp tục cắn ẩn thân nữa anh em ạ. Và có một viên đá hồi sinh rồi, giao tranh xảy ra. Hiện tại là Thiên Vương đã bị khống chế rồi, Tiêu Dao lốc lên và tranh thủ thời gian nhặt đá hồi sinh anh em ạ. Đá hồi sinh đã được nhặt rồi. Chúng ta vẫn còn một cái bí kíp cao, Thiên Vương có cả Thiên Nhẫn nữa, cẩn thận nào, Thiên Nhẫn đang quăng tử vong hồi toàn. Wow, cẩn thận anh em ơi. Như vậy là chúng ta đã lựa chọn phương pháp rút lui, tình huống vừa rồi là Tiêu Dao đã nhặt được một viên đá hồi sinh anh em ạ. Những pha giành boss cực kỳ kịch tính và căng thẳng. Nói chung team anh em muốn di chuyển về boss là chúng ta phải có ẩn thân nha anh em ơi. Không có ẩn thân là khả năng chúng ta bị kết thúc rất cao. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi tài nguyên xuất hiện nha. Mình sẽ đi chết tài nguyên. Hy vọng sẽ có những cái hồi phục máu cho anh em. Phục ma thạch phòng thủ cao. Chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào để tiếp tục chết tài nguyên đây. Đó là khu vực bên tay trái. Cẩn thận, có Thiên Nhẫn trong map này nè. Mà có một bình kim sáng dược, hai bình kim sáng dược đây rồi. Như vậy là Dương Môn đã hồi phục lại lượng máu cho bản thân của mình. Ba cái ẩn thân luôn, quá đẹp. Tiêu Dao đã có một cái bí kíp cao luôn rồi em ạ. Một bình kim sáng dược nữa. Tiếp tục di chuyển về khu vực phía trên, đó là khu số 14. Bây giờ mình lên mình chết ô này xong, cái mình chạy sang bên phải, mình vào khu vực an toàn là hợp lý. Và như vậy là chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 3 với số lượng đội đó là 5 đội đây em ạ. Dương Môn vẫn chưa có được quyền bí kíp cao nha. Bây giờ chúng ta cần phải lánh nạn về một hướng. Rớt thêm một đội nữa rồi. Bây giờ anh em có thể cho các team kia họ giao tranh với nhau trước nha. Bởi vì đầu vòng số 3 thì đa số các team họ sẽ ẩn thân. Và lúc đó mình không biết được là những team nào với team nào đây anh em ơi. Mình phải ẩn mình trước đã. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển sang các khu vực bên ngoài. Và anh em thấy là từ 4 đội bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 đội thôi. Các team đã có giao tranh với nhau. Bây giờ mình đang là người có ưu thế nha. Chắc chắn là như vậy bởi vì chúng ta vẫn còn một viên đá hồi sinh của Tiêu Dao. Ồ, đây có cả phái bá đao nữa nè anh em ạ. Vẫn chưa phát hiện được những team còn lại, có lẽ họ đã cắn ẩn thân rồi. Có chấm đỏ trên bản đồ mình đã thấy rồi anh em ơi, bên tay trái chúng ta. Không biết là anh em có phát hiện hay không, Dương Môn lại tiếp tục bật kỳ môn thuận lên. Ở đây có một môn phái cái bang. Ồ, cái bang chơi cũng ngon nha. Cái bang đổi sang là dồn team mình cũng khó chịu. Có Thiên Nhẫn rồi nè mà, mình đã thấy được dấu vết của Thiên Nhẫn. Và Thiên Nhẫn xuất hiện rồi, Thiên Nhẫn lại tiếp tục ẩn thân. Một chấm đỏ trên bản đồ phía bên tay phải chúng ta nè mà. Như vậy là trong map chúng ta hiện tại đang có Thiên Nhẫn rồi. Lại thêm Huyền Thủy nữa, như vậy là Thiên Nhẫn Huyền Thủy chung team với nhau rồi. Lần này Huyền Thủy đã bóng băng được Dương Môn. Tiêu Dao đang cố gắng đuổi theo Thiên Nhẫn, Dương Môn đã cắn ẩn thân và tiếp tục hồi máu. Ôi, Thiên Nhẫn một chấm máu, ăn được máu của Huyền Thủy rồi, đang đuổi theo Tiêu Dao. Và như vậy là Dương Môn đã kết thúc được Huyền Thủy rồi nè mà. Wow, và Thiên Nhẫn đã kết thúc được Tiêu Dao của chúng ta. Nhưng mà không sao, bởi vì Tiêu Dao vẫn còn đá hồi sinh anh em. Wow, team đó nếu như mà Thiên Nhẫn đổi sang bá đao mà kết hợp chung với Huyền Thủy thì team của mình sẽ vất vả hơn nha anh em ơi. Thiên Nhẫn đã lựa chọn phương pháp sai lầm bởi vì chúng ta đang đi với một team khác và Thiên Nhẫn phải trả giá. Thiên Nhẫn vẫn còn đã hồi sinh anh em ạ. Tiếc quá, Thiên Nhẫn mà chơi bá đao kết hợp Huyền Thủy là rất đẹp luôn, bởi vì Thiên Nhẫn mà chơi với búp thì khá là không ngon nha anh em ơi. Rồi xong. Tiêu Dao có kết thúc được không? Và như vậy là Trần Tâm A đã kết thúc rồi. Quá đẹp luôn em ạ.
Và nếu như anh em yêu quý Trần Tâm An này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.